Dạ em xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Minh Đức Giang Phúc Xanh Cao Bằng của Sở Thái Lương Công ạ. Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần, là ngày mùng 1 tháng 8, có là ngày đầu tháng năm 2022. Em xin giới thiệu đến cho các bác cùng có 9 con dao. 9 con dao này thì là những cái dòng dao curi này, tiểu đao này, dao găm này. Đó, dao này thì nhà em thèn thủ công bằng nhíp xe ô tô. Nhíp xe ô tô thì nhà em để đen, thái thép trắng không thì nhà em mài trắng các bác nhá. Hôm nay thì em lên chủ yếu là những cái dòng dao siêu phẩm thôi các bác ơi. Đây ạ. Những cái mẫu này thì gia công hoàn thiện dao rất là khó đấy ạ. Ốp sắt này, có chắn tay này, có đường rãnh kẻ này. Đó, em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết kỹ hơn từ sản phẩm một các bác nhá. Các bác nào có nhu cầu đặt dao, mua dao thì liên hệ đến em theo số điện thoại là 0344210967 ạ. Và hôm nay phần quà của hôm nay em dành cho tất cả các bác là một cây dao gọt xuất xứ từ nội địa Trung Quốc này. Đó, đơn hàng trên 300.000 đồng thì sẽ được tặng một cây các bác nha. Đây ạ. Em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từ sản phẩm. Em mời các bác rõ cho em nhé. Ở mã số 1 với mã số 2 thì hai con này thì nó sẽ cùng nhau, giống nhau về kích thước nhưng mà nó sẽ khác nhau về cái kiểu cán các bác nhá. Em sẽ cầm đồng thời song song hai con lên để cho các bác xem này. Đó. Cái dòng này thì sẽ có tổng chiều dài là 45 cm. Bản rộng của con dao thì em sẽ tính chỗ rộng nhất này thì sẽ rộng vào khoảng 5 đến 5,5, và độ dày con dao thì sẽ dày cỡ 5 ly các bác nhá. Rèn bằng thép trắng không rỉ, thép 440C. Cá này thì sẽ dài vào khoảng 14.8-2 đinh đồng. Ở đây thì ở con dao đầu tiên thì sẽ, của con dao số 1 thì nó sẽ có ốp sắt này, ốp sắt ở đầu và cuối này. Cái dòng ốp sắt hai đầu này thì nó sẽ gia công rất là khó các bác nha. Ở trên thân dao thì có kẻ thêm bài đường rãnh này, đều hai bên, và trên thân dao thì có đường dập logo của xưởng thành nhà em chữ TN. Ở đây thì mài cách lưỡi vào khoảng 2 cm. Ở chỗ sống dao thì nhà em có cắt xuống này. Đó, phần mũi này thì nhà em có mài bóp. Nhà em không mài bén các bác nhá, chỉ mài bóp lại một chút thôi. Cái này thì sẽ có trọng lượng nặng vào khoảng 1 kg. Cái con khoảng hơn 1 kg một chút các bác nhá. Cái con ốp sắt bình thường ốp một đầu thì nó sẽ nặng vào khoảng 1 kg, còn ốp sắt hai đầu thì cái phần này thì nó sẽ nặng hơn một chút nữa, thì nó sẽ nặng khoảng 1 đến 1,1 kg. Đó. Mình sử dụng để chặt này hay là trưng chơi treo để ok này. Đó, cái này thì giá sẽ là 650.000 đồng. Ốp sắt hai đầu các bác nhá. Nếu mà các bác lấy cái dòng ốp sắt một đầu thì nó sẽ là 600.000 đồng. Đấy ạ, 600.000 đồng. Kích thước thì nó cũng sẽ tương tự như nhau, chỉ khác nhau là con số 1 thì là ốp hai đầu, cái con là số 2 thì là ốp một đầu. Ốp hai đầu thì là 650, ốp một đầu như này thì là 600.000, và em bao ship tặng kèm cây dao gọt ở cuối cùng kia các bác nhá. Đấy ạ. 600.000 đồng một dao bao ship này. Đó. Rất là đẹp, hôm nay thì em toàn lên cả những cái mẫu cực là đỉnh thôi. Đấy ạ, rất là đẹp các bác nha. Em chuyển sang mã số 3 này. Mã số 3 thì là cũng là dòng dao Scuri. Cái này thì size bé, nó cũng sẽ y hệt như cái dao thứ nhất các bác nha. Chỉ khác nhau về kích thước thôi. Thì em cũng sẽ ốp hai đầu. Cái này thì tổng thể dài vào khoảng 35 cm. Tính từ cán, đầu cán cho đến mũi dao. Bản rộng thì sẽ rộng vào khoảng 5, và độ dày cũng dày cỡ 5 ly các bác nha. Đây ạ, nhà em ốp sắt hàn vào rất là chắc chắn đấy ạ. 8 đinh đồng này. Đây là bên dưới này. Đó. Đây ạ, rất là đẹp. Cái dòng này thì mình có thể bỏ trong ba lô hay là cốp xe. Đi chơi, đi phượt, đi picnic mình có thể cầm theo con hàng này. Để khi nào cần thiết mình có thể đem ra sử dụng, chặt cây, chặt cành, đi cắm trại, chặt gà, chặt vịt đều ok các bác nhá. Cái này thì giá sẽ là 600.000 đồng ạ. Nếu mà là ốp sắt một đầu thì giá sẽ là 550.000 các bác nhá. 550.000 nếu mà là ốp sắt một đầu, ốp sắt hai đầu thì giá sẽ là 600.000 đồng một con. Cái này thì nó rất là nhỏ gọn này, rất là đẹp các bác nha. 600.000 đồng một sao. Em chuyển sang mã số 4 này. Mã số 4 với mã số 5 thì nó y hệt nhau thôi. Nó chỉ khác nhau về cái kiểu cán này. Một con thì nhà em làm thiết kế cán chân bình thường, và một con thì nhà em thiết kế cán vân trúc các bác nha. Em sẽ cầm một con thiết kế cán vân trúc lên trước này. Đây ạ, cái này thì sẽ có
Tổng thể dài vào khoảng 43 cm. Cái dòng này sẽ ngắn hơn các bác nha. Tổng thể 45 cm. Bản rộng 5 và độ dày 5 ly bằng nhíp xe. Đó, nhà em có mài bóng xong rồi mới đem tôi. Dạ, rất là đẹp các bác nha. Rất là mềm. Nhìn cái thân dao rất là mềm mịn này. Cái đường rãnh này. Đó. Cái con hàng này thì nhà em có thiết kế chắn tay. Chắn này thì nhà em lấy nhíp xe về làm cái chắn các bác nha. Còn cái cuối cán này thì nhà em cứ lấy cái thép trắng không rỉ về ốp và hàn vào. Cán thì nhà em ốp gỗ cầm này, tán hai đinh chốt thiết kế vân trúc này. Cái chắn tay thì nó sẽ bảo vệ được cái tay của mình. Đó, những con dao của nó cũng sẽ đẹp hơn các bác nha. Đó, mài các lưỡi vào khoảng, cây này thì dài vào khoảng 3 cm rồi. Đó, rất là đẹp các bác ơi. Dạ. Đường lưỡi này. Cái dòng nhíp xe để cho quá trình sử dụng thì mình nhớ là bảo quản dầu thường xuyên cho em nhé. Bởi vì cái dòng nhíp xe thì nó rất dễ bị han thị. Còn về độ cứng và độ bén thì nó sẽ lại cao hơn nhíp, cao hơn thép trắng. Đây ạ, 650.000 đồng một con. Đã. Các bác có thể chọn là vân trúc hoặc là cán thường, cán trơn thường này. Nó cũng y hệt nhau các bác nhá, giống nhau về kích thước này. Tông non thì nó cũng sử dụng để chặt này, hoặc là chưng chơi đều ok này. 650.000 đồng một sao. Em xin chuyển sang mẫu số 6 này. Mẫu số 6 thì là cũng là dòng Kuri. Cái thật bằng nhíp xe. Đó. Có tổng thể dài vào khoảng 45 cm từ mũi dao cho đến cán dao. Bản rộng sẽ rộng vào khoảng 5 đến 5,3 và độ dày con dao thì sẽ dày cỡ 5,5 ly các bác nha. 5,5 ly. Ở trên thân dao có khoan 3 cái lỗ này. Ở cán này nhà em cũng thiết kế là ốp sắt hai đầu. Tán hai đinh chốt này. Đó, đây ạ. Ở đây thì nhà em có để cách lưỡi một chút. Trong quá trình sử dụng thì mình có thể tì tay vào đây. Cái mẫu này mình chặt được hay là chưng chơi đều ok các bác nha. Cái này thì em sẽ để về cái giá là 650.000 đồng. Ốp sắt hai đầu nên là giá cống rất là khó, nên là giá cả nó sẽ đắt hơn cái dòng ốp một đầu các bác nha. 600.000 đồng ở mã số 6 này. Em chuyển sang mã số 7. Mã số 7 thì nó sẽ tương tự như mã số 6 thôi, nhưng mà cái dòng này thì là thép trắng không rỉ, không ốp sắt, và ở cuối cán này có để hở ra cái phần tăng cán này. Thép trắng không rỉ, thép 440C. Có tổng thể cũng dài vào khoảng 45 cm. Bản rộng 5,3. Dày 5 ly đấy ạ. Ở trên thân dao để có được khoan 3 cái lỗ này và kẻ thêm cái đường rãnh này. Đường rãnh này thì là đường rãnh nhỏ các bác nhá. Ở chỗ hở ra cái phần tang cái này mình có thể treo dao vào đây hay là xỏ dây vào đều được. Cái dòng này thì giá sẽ là 500.000 đồng một con. Mã số 8 này. Mã số 8 thì là một cái dao tiểu nao. Cái này thì có tổng thể dài vào khoảng 45 cm, nền bằng thép trắng không rỉ. Bản rộng sẽ rộng vào khoảng 6,5 đến 7, độ dày 5 ly. Có thiết kế cả chắn tay. Ở cuối cán này có ốp thép trắng không rỉ này. Cái này mình chặt hay là sưu tầm đều ok các bác nha. Cái này thì là chắn đồng này, thì là chắn đồng vàng. Cái này giá sẽ là 650.000 đồng một con. Nếu mà là không ốp sắt thì giá sẽ là 600.000 đồng các bác nhé. Nếu mà là không ốp sắt thì giá sẽ là 600.000 đồng. Còn ốp sắt ở cuối cán này thì giá sẽ là 650.000 đồng một con. Đó. Em chuyển sang mã số 9 này. Mã số 9 thì là một cây dao đoạn đao. Lưỡi dài vào 21-22, rộng vào khoảng 3,3 và độ dày 5 ly. 5-5,5 ly các bác nhé. Ở đây thì nhà em có thiết kế cái chắn tay. Cái chắn này thì nhà em lấy thép trắng không rỉ về làm cái chắn này. Ở cuối cán này thì nhà em cũng ốp thép trắng ở đây. Đã. Nhà em ốp xong hàn vào rất là chắc chắn rồi các bác nha. Mình chặt nhẹ được, chặt cây, chặt cành, chặt gà, chặt vịt đều chặt được này, chặt mổ được này. Đó, cái này thì giá sẽ là 550.000 đồng một con. Nếu mà là không có ốp sắt thì giá sẽ là 500.000 đấy các bác nha. 500.000 là không có ốp sắt, còn ốp sắt ở cuối cán này giá sẽ là 550.000 đồng và bao ship. Tất cả các con hàng của hôm nay em lên thì các bác sẽ được tặng một cây dao bất kỳ. Đây thì là một cây dao gọt em nhập ở bên Trung Quốc về. Cái dòng này mình sử dụng để gọt bộ hoa quả rất là tiện này.
cái đơn hàng trên 300.000 đồng thì các bác sẽ được tặng một con dao như thế này. Dao này thì nhà em không có bảo hành các bác nhá, bởi vì cái dòng này thì nhà em nhập bên Trung Quốc về. Còn bác nào muốn mua lẻ cái dòng này thì giá sẽ là 50.000 đồng và cộng 30.000 đồng phí ship các bác nhá. Đây là em vừa mới giới thiệu đến cho tất cả các bác, tổng gồm có 9 con dao này. Em mời tất cả các bác ngắm lại nhá. Đây ạ, các bác xem ưng ý cái con hàng nào thì ủng hộ em thật là nhiệt tình nhá. Số điện thoại để các bác liên hệ để đặt hàng là 0344210967. Địa chỉ của xưởng rèn nhà em thì nằm ở bản Park Rằng, xã Phú Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Các sản phẩm này thì nhà em trực tiếp rèn tại xưởng, không qua bất cứ khâu trung gian nào, nên là các bác cứ yên tâm nhé. Hàng nhà em thì sẽ có bảo hành, trong 1 tháng đầu thì các bác sẽ được đổi trả hàng miễn phí này. Còn sau 1 tháng thì các bác sẽ được chỉnh sửa, mài lại dao. Thời gian bảo hành mài sửa lại dao thì em sẽ không giới hạn. Các bác sử dụng dao thì nhớ là dao nào không năng đấy các bác nhé. Còn cái dòng nhíp xe thì các bác mỗi lần sử dụng thì các bác nhớ là bảo quản dầu để cho dao khỏi bị han thị các bác nhé. Và bây giờ thì em xin dừng lại video của em ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bác vào những video sau.